Sao cháu muốn đè khổ bóc thế nhờ? Xem xem, trời ơi, trời ơi, mày kêu mình nhỉ? Trang ơi, Trang, Trang. Ơ, cậu gọi mình à? Thì tớ gọi cậu, tớ gọi ai? Chắc là cậu có kiểu mút, cậu không để trả lời tớ chứ gì. Ơ, không phải đâu. Đấy là tớ mải bóc cậu mút nên tớ không để ý đấy mà. Kiểu mút á? Trời ơi, tưởng gì cơ giả, tưởng là bóc cậu. Này, xin nhá. Ơ, Phi, tớ có cho cậu đọc một cậu xin. Cái này của tớ. Đúng là kiểu mình đi xin, ngọt thế đấy. Các cậu nhìn hộp màu của tớ này, đẹp chưa? Ui, đẹp hơn. Từ năm 1 đến năm nào chưa được nhìn thấy cái màu nào đẹp và to như thế này. Hay là cậu cho tớ mượn thì cầm thử đi. Này cậu cầm thử đi. Uầy, đẹp thật đấy. Này còn nhiều màu sắc nữa. Chắc tớ xin nhá. Cậu nói gì cậu? Đây là hộp màu mẹ tớ mua cho tớ mà. Tớ nói là cậu cho tớ xin hộp màu này nhá. Không được. Đây là hộp màu của tớ mà. Đây là màu của tớ, mẹ tớ mua cho tớ. Tớ xin rồi mà. Đây là màu của tớ. Hai đứa làm gì màu nào đấy? Ngoài cổ, tớ su đi. Đấy cứ chặt màu của em mẹ. Không phải, đây là màu của tớ đem mà. Chặt ở đây. Su đi, trả màu cho bạn. Tập trung làm bài cho cô. Nếu màu phí nữa là cô cho đứng xó đấy. Liêu, thấy chưa, tớ đã bảo rồi. Rõ ràng là màu của mình mà. Màu tờ đỏ vừa to vừa đẹp này có nhiều màu. Cậu cất cái mắt đi nhá. Tớ chói cả mắt rồi. Đừng qua đi mất. Đủ lại ấy, tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Xuống đi. Bắt giờ thường lắm. Ra ngoài đứa không cậu? Tớ sẽ là chùm đất Đắc. Ấy ố xì mà. Ố cái gì mà ố? Nhầm. Ý tớ ấy, tớ là chùm của cái lớp này. Tức là đại ca của cái lớp này. Nghe rõ chưa? Bây giờ nhá, một mình tớ một cái bàn này. Không ai được tranh của tớ cả. Ai mà để đồ vào cái bàn của tớ, cho dù chỉ là một tí thế này thôi, đều là của tớ hết. Sao không có ai để đồ xong bàn của mình ấy nhỉ? Bạn ơi! Nhìn đây này! Giờ nó là của mình nha! Nhìn xem! Đây là tự ý nha! Tôi không bắt buộc đâu! Sướng thế còn gì, đòi hỏi. Cậu cứ ngồi như này nữa, tớ lấy luôn áo cậu đấy. Chả ai chơi với mình, chả ai quan tâm mình. Thôi mình chơi một mình. Em đâu có học sinh của em đâu mà. Đừng đâu đâu, cứ ngủ gần đâu. Cứ đi, ra ngoài đứng không cậu? Ô, Vi à. À, cậu làm bài tập về nhà chưa? Bây giờ, tớ ví dụ nhá. Nếu mà tớ bảo là tớ chưa làm bài tập về nhà, thì cậu có mách cô giáo không? Tất nhiên là không rồi, chúng ta là bạn tốt mà. Bạn tốt tớ sẽ không phô cô giáo đâu. Ui, may thế, thì tớ nói luôn nhá.
Hôm qua tớ ngủ quên mất chưa làm bài tập về nhà. Thế cậu giữ bí mật cho tớ nhá.